Đàn gì mà sôi nổi vậy đây? Chỉ gì dữ vậy? Bậy. Đục má tức nó đập bậy đi. Bớt. Không, chỗ này lại ngay chỗ nguồn lên á. Ôi. Nó tính là tính ra ngoài đường dây á. Thôi cho mày thẳng á, thôi. Trước làm gì? Làm chậm hả? Chị tới đi. Chắc mình quay vô màn hình điều khiển trước kìa. Chị con đi máy. Chết chết rồi sao? Giờ lại. Đây nó báo cái gì? Chớp này không có hai ở trên này. Cái này là của trạm, máy trạm. Bằng điều khiển nhà máy của mình. Đây phòng điều khiển thì bố trí quanh quẩn này, nhỏ. Ô nó không có sửa thì nó không có điện. Đây là phòng 22. Đông quá, tự nhiên bữa nay vô đông quá. Để đi từng bữa thôi, chứ ở đây cũng mãi đâu có phải vào mà đăng nhập thì mới chỉnh được. Quá đông. Sao vậy à? Đi mà. Không á. Xin lỗi cho qua cái mọi người. Bên đó là nó có xin lỗi cho qua luôn các bạn, xin lỗi cho qua. Ủa, anh cho em hỏi là cái phần tự dùng của nhà máy mình á anh. Đấy, ừ. Là mình sử dụng nguồn địa phương hay là không, bình thường là sẽ dùng nguồn nhà máy trích từ máy áp ra. Trích có trích từ mà từ 22 này mình đưa qua máy áp của mình ở đây thì dùng máy này này. Dạ. Ông bắt đầu đưa vào đây, lúc mai thì mình điện sửa chữa thì mình dùng cái máy được. Dạ. Vậy là mình có nguồn khác không? Mình có bao nhiêu nguồn anh? Vậy là mình có diesel hay là nguồn địa phương? Thì nguồn địa phương với cả nguồn ác quy cho lục tiền. Dạ. Máy áp này là mình lấy từ chiếc từ một pha của máy áp kia ra. Dạ. Mình test rồi, còn đây là máy áp địa phương này. Máy áp địa phương. Ừ. Dạ, ok. Địa phương thì ít dùng lắm. Yeah. Nếu mà điện lực nó còn muốn xuống nó hỏi nơi dư nó của sao tháng luôn ít thế. Tại vì là nhà máy này là có dùng 110 nên mình trả tiền cho A không luôn, còn địa phương là mấy lúc mình trả tiền cho điện lực địa phương. Dạ. Yeah. Ở nhà máy em thì sử dụng diesel. À. Không có sử dụng nguồn địa phương. Không có quy để đâu. Quy ở không cạnh. Cắt tốt đồng tốt này. Đó, nếu mà lúc bây giờ đang nóng đúng không? Cắt ra thì nó hiện ngang sáng. Thêm màu xanh ngang sáng. Trái. Hả?
cái trên thì mất lúc mà mình đưa lớp mà mình nó đang trong trạng thái đấy thì là nó sẽ chuyển sang màu xanh, mình đưa màu xanh ngoài là thì hấp. Mình đưa ra ngoài thì nó mất. Phòng ác quy không? Ác quy này mình sử dụng được ở bao nhiêu anh ha? Không, nói chung là ác quy sẽ phụ thuộc vào số lần nạp xả. Mình ra không ấy, vấn đề ở đây mình sẽ rất ít mình nạp xả mình dùng cái này. Tại vì là mình có nguồn bình thường này, nguồn dự phòng này. Yeah. Thì lúc nào mà cắt thí nghiệm ấy, thì mình mất hết toàn bộ điện thì mình mới dùng cái này. Yeah. Thành ra là cái này nếu mà tính đến nạp xả có khi dùng 20 năm chưa hẳn. À. Nhưng mà thành như thằng Nhật Điện thì có khi là 5 năm 7 năm thật hay. Nó dùng nhiều, cái công suất lớn. Yeah. Như ở đây tính ra là đến bây giờ chắc số lần dùng nó chắc tầm 2 chưa đến tiền đến bằng tay à. To để cái đồ toàn kim to luôn không? Đây là cái tủ này là tủ của nhà máy này. Điều khiển của chặn này. Đây là phần thông tin lên, thông tin không ạ? Truyền thông ạ? Điều khiển truyền thông là tủ bên kia. À. Đây là tủ điều khiển. Điều khiển. Server điều khiển nó bên nhà máy này. À, đây là tiền của nhà máy. Là tủ này là chuyên về giám sát cho chặn. Tủ này thì chuyên giám sát cho mấy cái nhân thiết bị nhà máy. À, ok. Còn đây là cái tủ này, tủ AC, tủ này là tủ AC, tủ kia tủ nguồn kìa, nguồn AC vào, tủ dùng đó. Dạ. Tủ dùng là hai cái tủ chặn. Dạ. Tủ chặn thì đây là mình dùng luôn phiên chứ mình không phải dùng cái hai cái. Dạ. Đó, cái tủ DC là nó sạc cái bộ này. Dạ. Nó sạc cái bộ này và nó được cấp nguồn ra sử dụng luôn. Nè anh em gạch chứ. Đây nè có anh đây nè. Quên ok. Sau đây. Nè mọi người hỏi anh coi khi mà điều khiển hút quy phát quy như nào thì nào anh hút quy thì mình PC có nhà máy khác anh không nắm được người khác anh sang như mấy nhà máy ở thì là thì đây là có bộ điều khiển này, đây này, đây là điều khiển, đây là lúc mà mình chọn này, chính trên này thì là đây là phát P này, quy này, bây giờ là quy này, quy này thì nó có ba các chế độ này, nhất là hệ số này, hệ số công suất này, thứ hai là quy này, thứ ba là áp này. Đó, mình chọn vô đó, mình chọn vô quy ha. Đó, chứ cái này với cái component này thì chưa bao giờ dùng. Dạ. Cái này thì chưa xài, nghĩa là chỉ xài ba chế độ này rồi thôi. Dạ. Lúc mình chọn này thì mình sẽ chọn một cái, ví dụ là mình thường sẽ dùng là cái quy này, trừ quy set này, set này, sau đấy là mình sẽ chọn ở dưới này. Đây, trong số cái này là cái bước, cái này là cái bước gọi là ram date. Tập nét là cái bước nhảy để nắp ấy thường là mình sẽ để set là không. Yeah. Không, tại vì mình sẽ thay nấc bậc thang á, lúc mình nấc bậc thang lúc mình để 1500 đúng không, ở đây P mình để 1500 đúng không. Yeah. Thì một lần nó nhảy là nó phải đạt đủ 1500 cái 1500 mê. Yeah. 1500 ký chứ, ký nhưng mà phải 500 mê thì nó mới nhảy sang nấc tiếp theo được, còn nếu mà mình để là không thì nó sẽ nhảy tự do. Yeah. Nó sẽ nhảy theo số lẻ luôn. Thì đây là mình lúc mà xét một thường cái này sẽ để 0 này, còn lúc xét giá trị này mình xét giá trị đây, như ở đây là đang OCC để 7000 này. Yeah. Để 7000 là hút 7 mê này, 7 mê à, phát 7 mê chứ, phát 7 mê mình đang phát, mình đang phát lên tại vì điện áp yếu nó cũng lấy được thiếu này, lúc nào nó lấy được dư mình hút về. Yeah. Đó thì mình xét này, xong lúc ấy mình ấn quy confirm này, xác nhận mình xét này, mình chọn giá trị đây. Đây vì bây giờ là OCC đang điều khiển làm mình không ấy được. À, nghe là mình chỉ mình điều khiển cho chân xe đó. Đúng rồi, đây là RC. Bình thường là mình tham gia là nó có thời gian bây giờ. Ngày xưa thì là OCC sẽ lạnh, không sẽ lạnh, nhưng bây giờ thường mặc định khoảng 7:30 đến 5 giờ chiều. Còn đó. Còn nếu mà cái thời gian mà mình trong thời gian đấy mà mình thấy là cái một lấy đá mình cũng được khiển được, hoặc là thời tiết nó cũng tốt, thời tiết nó tốt thì lúc đấy mình hiện tự bắn hỡi là RC cũng được. Nên mà nó ăn RC thì cái công suất phát mình là tự do. Lúc đấy mình thường là lúc đấy thì công suất phát mình sẽ để là 50 mê luôn, nhưng mà không có mê tại vì nó mình để mắc cho nó kéo được bao nhiêu thì nó kéo tự do, còn nếu không thì mình sẽ phát theo biểu đồ phân áp, phân áp của phân bổ công suất của A0 đưa xuống.
cái này thể hiện là cái phần mà mình đang phát lên lưới nè không ạ? Kỷ lục 33,2 kg đây là mình đang phát 7 mê sức công suất ở trên điểm áp 113 cho nên này bằng nhìn tổng nó thể hiện này đây là công suất phát của nhà máy này. Đây là cái công suất mà từ smart logger nghĩa là từ các cửa chạm ấy chín cái chạm logger chạm về cho nên là tổng của cái thằng dòng của DC này đây là công suất của DC này tức DC này là cái công suất phát theo giờ này, máy phát theo giờ này, đây là quy này, tổng quy này, đây là số công suất với cả cái này là hiệu suất cái này là biểu đồ mà đây cái màu xanh này là cái bức xạ thời tiết này, màu đỏ là công suất phát của mình, đây là biểu đồ trong tháng. Biểu đồ mà công suất phát được các ngày trong tháng nhưng mà cái biểu đồ này là nó không phải lấy ấy mình nó là lấy của cái DC từ smart logger này nhưng biểu đồ này là nó tính ra của mình là sẽ thấp hơn nó sẽ trừ đi khoảng tùy là từ khoảng 3 đến 5 mê trừ nó là không đó còn từ bên mình mà sang đến cái công tơ bên Phú Hiễu ấy, thì nó lại sụt thêm khoảng 3 mê nữa đường dây ha tổng thất đường dây coi như là tổng thất một ngày khoảng 10 mê á. Ở đây thì chạm thời tiết này nó sẽ hiển thị về đây là cái công suất cái hệ số thời tiết của nhà máy này nhiệt độ đây mình xem tổng công suất chung này tổng thông số chung này nhiệt độ môi trường này nhiệt độ ẩm này tốc độ gió hướng gió đây là nhiệt độ tầm pin này cái tầm 47 này 47 độ C này là mình không được nói chung là tầm 40 độ C là mình không được rửa pin nữa mấy độ này rửa pin là tầm 9 giờ là nó sẽ hết 9 giờ là 9 giờ đến 9 rưỡi là nhiệt độ tầm 40 độ C trở lên là không được rửa pin vì lúc đấy là mình rửa sẽ dễ nổ khí lượng lực không mình đang ở đây là từ nhà máy có nhà máy như Bắc Phương thì là nó rửa sẽ rửa theo kiểu nó rửa vòng tròn cứ rửa khu nào bẩn cứ rửa xong rửa còn mình là rửa trong đợt 1 năm 3 đợt nhưng mà nhà máy là vừa xong đợt 1 rửa xong hôm qua xong em thấy ngoài đó có hai cái máy Govin đó rửa xong qua mình mang vào đây rửa là mình có đội rửa riêng hay là anh không, em mình thuê dạ. Chứ còn như vác người xuống sân Mỹ đi ở đây làm 3 đội vào thử rồi mà chạy hết cao quá ngán ha hoài đó tại vì bây giờ là công ty muốn thầu ấy muốn thầu đó khoán thì giá nó rẻ mà gọi là nhanh mà thì làm sao nó chịu nói ở đây cao quá ở đây là rửa rồi là 43 ngày là công nhân thuê ngoài còn như công bên công ty yêu cầu là 40 ngày rửa trên đó mà phải thử thì làm sao cho chính nó đợi bên ngoài nó thường rửa nó sẽ kéo dài công khoảng 50 đến 60 ngày cơ ép quá thì đâu được cái khác này là bản sơ đồ tổng thể bản nhất thứ của nhà máy này thằng này thấy không hiển thị gì thứ gì thì đọc nhà bản vẽ thôi cho em hỏi được cái phần này ấy con đây là thằng này là bên chặn thằng này bên kiểm chặn thằng này là nhà máy thằng này là có nghĩa là bây giờ thằng này nó không phải như các nhà máy khác là nó chung một máy điều khiển chung luôn mà thằng này do hai nhà thầu khác nhau cung cấp nên là thành ra hai máy này là máy điều khiển của chặng 110 còn hai cái này còn máy này là giám sát cho inverter ở dưới là nào phía 22 thằng này thì 110 thằng này thì 22 hai còn nhiều nghĩa là thằng nào mà nó pro thì nó cung cấp hết luôn thường bây giờ nó đều ít nhà máy mà cũng có được một nhà thầu làm hết á, thường tách hai hết á. Dạ. Thế em cũng sai rồi. Bây giờ cái nhà máy mới là nó sẽ không dùng cái hệ thống giám sát nhà máy bằng HDMI này nữa mà nó là có giám sát online luôn, điều khiển online hết là tất cả người xem được. Còn như ở đây là mình hàng ngày phải báo cáo, là mình phải thông lấy thông số từ đây mình báo cáo lên, còn bên kia lúc nào đang xem được hết. Thế là mình làm cái gì ở trên của nhà máy người ta biết hết. Cái này thì đây là phần điều khiển từ nhà máy này. Ví dụ bây giờ mình đây là thông số cái tủ 22 của mình này. Dạ. Nhập điện đi nhé. Ừ. À, hiện đó. Điện công suất, sử dụng công suất phần khác.
là mình xuống đây là mình ấn vào cái đây là vật chạm này đó, hiển thị là hiển thị đây là cái trạm hợp bộ này, cái khoảng này là cái trạm hợp bộ này, còn xuống đây là cái inverter. Inverter mình nhấn vào cái inverter, các nhấn vào đây này thì nó sẽ hiển thị ra là thông số của các chuỗi cái chuỗi. Còn thằng central thì anh chưa làm nên anh cũng không rõ lắm. Cũng giống này cũng giống vậy à, nhưng mà thế nhưng nó còn qua thằng cầm bay đi bóc đúng không? Dạ đúng, chỉ nó chỉ qua bóc thôi mà bóc thì nó cũng lên được, cô em dưới là khoảng ngàn hai ngàn ba tới tùy thời tiết là thằng máy maximum là khoảng ngàn ba ngàn ba sau mấy anh một chuỗi anh một chân anh là bao nhiêu tấm? 30 tấm ở đây đều với 30 tấm của em dưới vậy luôn. Cho em hỏi là giống như khi mà mình cắt inverter ra là mình thao tác trên đây luôn hoặc là mình đóng cái tủ ở ngoài luôn cũng được không sao? Trên đây. Thì nó nói chung có hai cái điều khiển local và từ xa. Yeah. Đóng trên đây thì mình không đóng ở đây mà nó có cái điều khiển của online của nó ở đây này. Đó. Ví dụ như đây, tay ba điều khiển chạm này. Là để kiểu online ha. Đúng rồi, cái này điều khiển online của trạm. Không phải online, thực ra hệ thống này hệ thống offline. Hệ thống offline là bộ. Tất cả đây là máy này không có được ai mạng hết ấy. Chỉ là hệ thống nội bộ thôi. Hệ thống nội bộ ở đây, cái hệ thống này là mình nó lại chia ra kiểu hình web là nó giám sát các trạm, giám sát tình trạng. Dạ. Đó, ở đây thì nó đây này, đây là giám sát tổng này, monitoring này, là cái này là giám sát điều khiển này. Thì ở đây là mình sẽ không dùng đến mấy cái mà chỉ dùng monitoring với cả maintenance này. Là mình sử dụng mấy cái này, hai cái này thôi. Còn những khác là thuộc về nhà sản xuất. Yeah. Mình không có. Đấy, nó sẽ hiển thị thông số của từng inverter này. Đó, mình nhấn vào inverter, nó hiển thị chi tiết thông số của inverter. Đó. Gì? Tưởng con vẹt nó bay vào chứ. Đó, thì đây nó có điện áp định mức này. Rồi cái công suất phát ngày hôm nay, công suất phát này, tổng công suất đây là tổng công suất nó đã phát rồi. Yeah. Nó đã phát từ lúc đấy. Ở đây là cái mức CO2 không quan trọng này, đầu nhiệt áp đầu vào, nhiệt áp đầu ra này, hệ số công suất này, đây là nó sẽ hiển thị điện áp cấp trinh này, rồi điện áp của pha này, điện áp của dây này, áp pha áp dây, tần số lưới, quá không bao nhiệt độ đấy, thấy không? Cái độ thằng này đến lúc mà bán ba buổi trưa nó phải lên gần 80 độ. Cái đó là nhiệt độ của pin của inverter á, inverter nó như lúc ấy buổi trưa inverter pin là khoảng 60 đến khoảng 70 độ, inverter nó lên nóng quá cả 80 độ của nó, nóng quá. Đó, cái này là cái phần trăm mà chia gọi là vì ở đây là nó sẽ phân bổ, nó sẽ dựa trên công suất cái xuất phát ấy mà nó đưa xuống, thường là nếu mà sẽ thường là 100%. Nhưng mà khi mà A0 nó có điều khiển này thì là nó sẽ phân bổ, nó bổ đầu đều cái cháy vô tơ. Hiện giờ này nó đang lên được phát được 66% của phân vô tơ này. Tổng nhà máy là đang phát thằng A0 là cấp cho mình là 66% của phân nhà máy. Cái này là mình đã tham gia ARC rồi ha. Đúng rồi. Còn nếu mà không có ARC thì thường là cái này sẽ là 100% hoặc 90%. Nó theo cái lúc đấy là giám sát. Giám sát. Đây là giám sát về đấy này, còn đây là cái lớp gơ này là cái smart gơ. Cái công suất là đưa tất cả, nó sẽ đưa tất cả tín hiệu điều khiển của cái trạm về cái smart logger này, chuyển trạm về smart logger này giám sát ở trên này, giám sát cái này là tập trung. Còn như cái này là những VOC với cái này là một phần điều khiển thì mình cũng các chú chưa sở đến đâu. Đấy, những mình phải quan tâm ở đây là đây này, nhất là lúc mà đi vận hành ấy, thì là mình sẽ phải quan tâm về nhất là cái inverter này nó on hay không này. Nếu mà nó on không on thì hai trường hợp, của nó màu vàng nó inverter bị lỗi off luôn, là lúc đấy là trường hợp nó sẽ báo lỗi nhắc đất, hoặc là đây mình nhấn vào inverter này. Yeah, nhấn vào đây này. Thì đây nó sẽ có cái alarm của inverter. Alarm inverter thông số này, lúc đấy là thường nó thường là cái lỗi gặp thằng trinh này, thường có một là cái là bị thấp áp này lỗi thiết bị, hai là cái lỗi chạm đất này, áp cái current này, lỗi chạm đất này, tại vì là ở đây là cái thi công nó hơi kém, nên là lúc mà cái trời mưa hoặc là trời ẩm á, cái đầu DC nó bị hở, hoặc là dây DC sắc em sẽ bố, hoặc là cái dây DC nó bị sức đâu đó, nó dẫn điện ra ngoài, nó bị ẩm, nó phóng điện ra ngoài, thì lúc đấy nó ở đây là mình dùng cái xe để không xe hết á, nó sẽ phóng điện lên xe gây chạm đất. Yeah. Thì nó báo nó off inverter,
trang trái. Như là một một trên bị là nó ốp luôn con inverter luôn hả? Đó, thường là chạm đất là một trên nó ốp inverter luôn. Yeah. Ốp inverter lúc đấy mình sẽ phải ra ngoài mình đo đạt kiểm trải của inverter của ấy, mình tìm ra cái trên đấy mình cô lập xong mình đo inverter. Thế lúc này mình sau này làm trực tiếp thì nó sẽ đấy. Đây là cái này nó hiển thị về hệ thống cấp nguồn tự dùng cho nhà máy này. Ở đây là mình đang dùng nguồn từ chặn này. Và TD1 này nó là từ nguồn địa phương này. Đây thì nó cũng có một con rơ le của nó này, con xe rơ le này, rơ le đây, rơ le 2759 này, nó có rơ le của nó luôn này. Và thường ở đây cái này là nó sẽ lúc mà điện áp nó dao động thì áp lưới nó dao động nó cũng báo, đây nó lưới dao động nó sẽ báo, nên nó kêu cả ngày là bình thường ạ. Này ở đây mình đâu có nguồn cái phát mà giống như cái máy phát diesel hay cái gì đâu. Không, cái này sang hàng phương. Hàng phương. Mà gì trong trường hợp? Tùy theo chủ đầu tư. Chủ đầu tư người ta yêu cầu thiết kế ban đầu như nào. Từ ban đầu như thằng Sơn nghĩ là nó vừa có một địa phương có quy là vừa có diesel luôn. Cái trắng cả nào không nghĩ là cẩn thận nhất là đầy đủ hết. Trắng là cả nào không? Ý nó là giống như cái trường hợp mà giống như lưới ngày đó lưới địa phương có khi nào nó cắt mình giống như một ngày đi mình đang xài lưới tự dùng ở nhà máy. Lưới tự dùng giống như bây giờ mình nó đang sửa từ địa phương đúng không? Dạ. Mình bị sự cố trên đường dây, dạ, mình hết nhà máy luôn. Lúc đấy là mình sẽ dùng nguồn DC, nhà máy không ngừng phát, nữa. Đấy là chỉ có giám sát, chỉ có DC để cấp nguồn cho máy này để điều khiển. Cái nguồn DC mình chỉ chỉ cho khoảng mấy tiếng được không anh? Mấy tiếng được không? 8 tiếng. 8 tiếng. Thì thằng này chưa bao giờ bị lâu lắm. 131 á. Không biết được, cái đây mình chỉ có nghe cái tiếng là bây giờ giao cái ly thì mình chỉ có biết là cái cắt là mình chỉ có một là xem thông số trên này, hai là nghe tiếng không, mà nghe tiếng của tiếng chắc nha, thì nó đâm một cái mà nó chưa đắm được đâu, chỉ có nhận thôi. Không biết rồi, nhưng mà không phải 131 mà, mày cắt là không ấy là mỗi mỗi cắt không có mình cũng biết được, mở ra cái ly ra mới chắc, là từ cái đấy nó nằm trong đó là sao mà biết được thôi. Cái này để trong nguồn điều khiển thì cả sạc cho cái bộ ác quỷ đằng kia hai tổng sạc sạc chuyển về cái nguồn DC đây thì nó ngược. Nếu mà nguồn trong môi nó mất luôn thì cả nhà máy nó mất luôn, nguồn gì phương có khi hai cái cùng mất rồi. Đúng rồi, có hai cái cùng mất thì lúc đấy là nhà máy nó hoạt động nữa, chỉ có dùng ác quỷ để duy trì hệ thống giám sát thôi. Rồi mình về bây giờ đúng không anh? Lúc đấy bắt có khách hết nguồn rồi thì mất hết hai đầu rồi. Tối này mà có một số nhà máy là trang bị máy diesel này còn hai đứa máy diesel, nhưng mà cũng chỉ là để cung cấp cho hệ thống điều khiển thôi, chứ không phải là để phát điện đấy. Về những cái khác ấy, nhà máy điện mặt trời này, nhà máy điện nước ngoài ấy, là nó tự dùng cho các hệ thống chiếu sáng rồi bơm nước các thứ ở trong này, các tủ cấp nguồn cho các tủ điều khiển. Thì người ta sẽ ghi sẵn ở đây, mình chỉ đấy thôi, mình không có sợ. Nếu lúc mà hỏng hóc thì mình theo ấy mình đo đạc kiểm tra những cái CB này. Đây bên này thì cái tủ đây là tủ điều khiển máy áp này. Nó cần cái đô le máy áp hơn 2 đường dây. Rồi lại cho quay lại. Đó, mình sẽ điều khiển lúc mà không điều khiển được bằng không điều khiển được cái nếu có điện được ở trên HDMI thì mình sẽ điều khiển ở đây. Đây là CU tổng này của máy ráp này. Còn đây là các le này. Đây đường dây với đường le máy ráp. F87L đó. Cái tủ này nó là cái tủ lưu trữ máy sự cố. Cái này thì mình dùng cái này là mình không là nó để cái chi xuất le. Lưu giữ chi xuất le nhưng mà thường là A0 hết. Nó sẽ đánh, nó sẽ quản cái tủ này luôn. Ô, mình không có không nhà máy mình không có máy gì để chi chức đó. Có mình có máy nhưng mà ý là cái tủ này là của A0 này. Tủ này của A0. Mình mở thì mở được nhưng mà mình sẽ hạn chế thao tác cái này vì nó ảnh hưởng đến chi xuất của A0. Cái này thì là được từ điều khiển là cái bộ chuyển nắp máy nắp với cả bộ quạt. Okay. Quạt đây này. Điện nắp chiếc quạt là mình đúng rồi, đấy là mình gửi bằng tay ở đây. Lúc mà mình ở đây mình hiện giờ mình để mình auto hết. Nó là TC thì cái này là đang ngược nha. Nó để manual thì ra nó đang auto đấy. Nó đúng rồi. Đang đúng là TC bình thường để tay mà không có cho auto. Đâu có cho auto. Mình đâu mà mình có nghĩa là cái mình đang điều khiển ở đây này. Nhưng mình tính cái này. Mình người sát nghĩa là remote vậy đấy. Remote vậy đấy. Chuyển qua auto là tự động nhảy luôn. Ừ.
đó, cái này thì như là cái này nút điều khiển quạt này, nút điều khiển quạt các thứ. HLTC thì ở đây nó đèn, nó chỉ đèn hiển thị thôi. Còn đây là tủ thông tin, đây tủ thông tin. Tủ này là tủ của SCADA, đúng hơn cái này gọi là tủ SCADA. SCADA thì nó sẽ có các router của A02 với cái cụ truyền thông của nhà máy. À, cái này là router của cái này là điện thoại này. Này router của một dãy này hết xuống là A02 này. Còn mình ở dưới, mình nhà máy ở dưới. Cái phần này mà nếu mà nó có bị sự cố hay cái gì là mình tự xử lý luôn à, hay là có mình có thường lắm tại nhà máy mình tự xử lý. Giống như cái phần này đi. Thì mình phải kiểm tra, mình thấy nhất là cái tín hiệu này. Em ví dụ mình kiểm tra hết các tín hiệu SCADA này có đèn bị lỗi gì không. Thứ hai là mình ping ở trên cái máy chạm ấy, máy chạm là xem tín hiệu của A02 có lỗi không. Nếu mà mình không bị lỗi thì phải là lỗi của đầu A02. Nhưng mà thường cái này là cái phần này nó cũng nhà máy cũng hơi kém, là thành ra là cũng thường xuyên nó lên lên xuống xuống. Nhưng mà nó không phải là mất tín hiệu không điều khiển, mà nghĩa là mất tín hiệu đường truyền về A02 của nhà máy giám sát bình thường. Mà A02 là nó sẽ mất tín hiệu giám sát của nó. Ở đây là bị yếu nhất của A2 là ngày mấy chục lần bình thường. Ở đây tủ công tơ nó đếm mà. Cái này là mình xuất công tơ báo cáo hàng ngày là ngày. Nếu mà đây là thực ra nếu mà cái công tơ tính tiền ấy thì không phải là ở đây, mà gọi là cái công tơ giám sát của nhà máy. Còn cái công tơ tính tiền là nó sẽ tính ở cái trạm mà mình làm điểm cuối của mình. Điểm cuối ở đây là 111, chúng ta thường là có 172 đó. 172 là công tơ đã là cuối cùng cái tiền đó. Đấy, tại vì học dây là mình đúng rồi. Hai hồi đúng đây mình chịu. Dạ không khô lắm đâu chị đó. Chứ nếu mà khôn thì mình vào nó mình nhìn đặt mẹ ở chỗ DC rồi. Bao giàu luôn. 10 mê một ngày. Đó, ở đây ở nhà máy này thì dùng chỉ đây là hay là 111 là của máy này. Đây là công tơ 111 là ở chỗ cái máy cắt này, đặt ngay như máy cắt này. Đây là 431 là cái tủ 41 kia. Đó, cái thằng này là dự phòng của 411 này. Đó, thằng này là 4473, 475, 477 lên cái tủ 22. 481 là của bên 6.1. 26.1 thằng này là dự phòng, nghĩa là mỗi cái nó sẽ có một cái dự phòng. Những sự vô tư chính như mình ở đây, nếu mà cho để cho A02 thì chỉ có 431 với cái 481 thôi. Là để cái công tơ cho tính tiền cho A02. Nhưng mà tính ra tính tiền chính vẫn là một cái ở điểm cuối. Mà đây là nó sẽ tính cái để so sánh để so sánh của A02 đó. Này mình có xuất bằng thủ công hay là xuất bằng tự động không? Có, tay có tự động ở trên cái máy này nè, máy này là có tự động. Dạ. Không là mình có thao tác xuất thủ công bây giờ chưa? Có thủ công. Dạ. Xuất thủ công mà thường xuyên. Xuất thủ công 12 giờ đêm á, là các nhà máy trực đêm á. Dạ. Xuất thủ mà ít công tơ như này xuất thủ công là nhanh nhất. Dạ. Tại vì mình như chủ đầu tư nó thường yêu cầu là nó sẽ phải cái mình ghi vào sổ á. Cái này là mình lưu là báo cáo này. Dạ. Đây là thông số vận hành này, 12 giờ mình sẽ xuất cái thông số vận hành này. Đây nó tự nhiên là tính cái thời điểm giá trị hiện thời là nó chỉ xuất ngay cái lúc đó. Và thường là bên điểm báo cáo là mình là nó chỉ cần cái điểm lúc 12 giờ đêm, 12 đến 1 giờ đêm thôi. Sau cái đấy là nó sẽ tính là chênh lệch. Nhưng thường tốt nhất là mình xuất này, còn không thì 5 giờ sáng cũng được. Nhưng mà đấy là trường hợp mà nhà điện mặt trời thôi. Còn cái nhà máy như gió với cả nhà máy nhiệt điện ấy bắt buộc lúc 12 giờ đêm. Tại vì lúc đấy là cái công suất phát là nó khác nhau rồi. Nó phát liên tục mà. Đấy nó phát qua liên tục. Qua giờ sao là lại tính ngày mới này. Đúng rồi. Hàng ngày thì mình làm biếng thì đến 5 giờ sáng mình xuất cũng được. 5 giờ sáng xuất được ở đây có cái người khác là chỉ số chốt này là chỉ số tháng này. Chỉ số chốt này là dây số thông số vận hành này. Giá trị hiện thời là điểm thời điểm tức thời tại thời điểm lấy. Yeah. Chỉ số chốt này là chỉ số tháng. Chỉ số chốt này là chỉ số tháng, là đến cuối tháng là mình sẽ xuất một lần cái này để gửi cho điều độ để tính tiền. Điều độ VA không để tính tiền. Còn các thông số nhà phụ tải công suất là công suất này là cái công tổng tiết là công suất khác nhà máy mình nhé. Đây sản lượng mà cụ thể sản lượng khác nhà máy. Còn các thông số lịch sử này là mình xem lại các mình sẽ chọn các nó sẽ xuất đây này, mình sẽ chọn các công tơ trên này. Đây là số các công tơ này. Đấy, nó sẽ ghi mình nhìn ra nhất này, 172 này, 172, 431, 431 này. Máy cắt này. Đó, mình sẽ nhìn ra nhất là cái này. Yeah. Thường là nếu mà cái giờ vì cái này nó xuất từng cái nó sẽ rất là lâu, nó là báo cáo thì là báo cáo thực hiện. Còn nếu mà chờ cái này đây, ví dụ mình ấn nhá, xuất này, đây là đọc số lượng này, đọc nó đọc
về nó đọc, nhưng thực ra nếu mà mình mà ít xuất thì con sắp mỗi về công tơ chính ấy, mình ra kia mình ghi mẹ ra nhanh. Đúng rồi. Yeah. Chờ nó xuất vì rất xuất này xong, lúc mà đọc số liệu xong phải xuất số liệu xong từ mở file lên mình đọc, mình lại ghi lại một sổ. Yeah. Còn nếu bây giờ mình ghi lại báo cáo ở trên máy ấy, mình để như này cho tiện hơn. Yeah. Đấy, còn đây là cái máy này là máy, đây này máy là máy của chiếc xe Rolex này. Chiếc xe Rolex. Chiếc xe Rolex này. Thì đây là thằng phần mềm này là của trạm này, máy áp này. Còn cái con có cái RM, cái này nó có hai cái này là của trạm với đường dây này, máy áp với đường dây. Còn cái này nó là của cái tủ 22 này. Yeah. Hai cái. Đây cái GR thơm này là của Toshiba là cho máy áp. Yeah. Đường dây 110, còn cái RM này là của thằng tủ 22. Ok. Cái này thì phải ngồi đọc anh làm biếng hay ra thì xem sơ. Vì cái thằng Toshiba này thì nó khó nhìn hơn của thằng tuổi A2. Yeah. Các sếp đi lúc sau này hỏi sẽ hỏi cái này nhiều này. Hỏi đường dây này nhiều này. Cái truy xuất này thì nó sẽ đây monitoring này. Cái này nó mình đây là giám sát này, cái thông số hiện thời của nó này. Rồi như thường các sếp sẽ hỏi cái phone record này, cái cả cái event record này là cái sự cố với cả cái vận hành. Các sếp sẽ hỏi truy xuất cái này. Đó, truy xuất cái này thì mình chọn thời gian này. Nào không đúng giờ xíu. Đây là xuất rồi. Đó, mình cái này thì mình phải có địa chỉ IP của thằng đó. Đó, connect này. Đó, nó sẽ đấy, nó có cái thời gian lỗi này, mình nhấn vào đó, đó nó sẽ hiện ra. Nên thằng này là mấy thằng này nó ít lỗi, nó chỉ có cái sự cố thoáng qua thì nó sẽ lưu vào, những cái sự cố lớn thì lúc đấy mới phải xuất ra cho sếp. Cho nên là bên nhà máy mình là có đã từng có sự cố lớn rồi cho nên đường dây thì chưa, thì có mỗi cái lần mà đường dây hai ở bên thống của thằng hai sắt đánh đứt, lúc đấy là mới ảnh dơ le, còn trước đấy là chưa đổ xuất cái này. Chung là thường nhà máy thì ít khi những cái thằng máy mặt trời này thì không bao giờ sự cố lắm. Thì có là máy như điện gió khả năng có, thằng gió, thằng ấy điện thì nhiều. Nhưng ấy như vì cái đấy là nó công suất phát nó lớn nên thành ra nó ảnh hưởng nhiều đường dây. Yeah. Thằng này thì nó hơi lằng nhằng là nó hai nhà máy, thằng nguyên thằng này thì giám sát của 6.2, thì này 6.1 thì chung thông số chung của nhà máy. Thế còn các nhà máy khác ấy, là nó chỉ có máy chạm với nhà máy rất là tiện. Này, thằng này là từ 5-6 cái máy lộn hết cả lên, hồi đầu nó lộn hết cả lên. Thằng đây là máy, đây là cái máy đo đếm cái dim của A0 này. Cái đo đếm là hệ thống giám sát cái kia của mình, còn cái dim là A0 sẽ truyền về điều khiển. Nghĩa là mỗi một cái nó một máy. Nó sẽ gửi lệnh dim về máy này. Đúng rồi. Chuyên dụng luôn, một máy mà chuyên dụng. Hai cái máy dim này là loa không cấp. Dạ. Hay không đây không cấp luôn. Không cấp luôn máy này, và máy đo đếm này là như cái máy này là của nhà thầu cấp. Yeah. À không cấp nguyên máy này luôn. Kết nối với dim. Đó đúng chuyện. Không có máy nó yếu quá. Hôm nay này đi trường thì lỗi thường xuyên, dim yeah. còn kém lắm, lỗi thường xuyên à. Cái này thì nó sẽ có lệnh này, hàng ngày thì đây là những cái người lệnh chung này. Các bạn có thấy đây là lệnh những cái người trực của A0 hôm nay này. Anh trực. Ăn trực này. Anh Hùng. Đó. Toàn. Những người dùng không đó thì là không hôm nay, và nếu mà có lệnh thì mình sẽ thể hiện ở đây, mình lệnh yêu cầu xong mình sẽ thực hiện các lệnh, nhưng mà thường ở đây là người ta sẽ thông báo cái lệnh về đây nhá, các lệnh này xong mình sẽ hiện là sai yêu cầu tăng giảm công suất nhà máy, thì sau đấy là mình sẽ phải ok nhận lệnh ở đây này, sau đấy là mình báo là thực hiện lệnh này, xong nhà máy mình làm xong này, xong mình mới ấn chuyển sang kết thúc lệnh để báo cáo này. Để xuất báo cáo xong gửi về nó sẽ tự gửi cho không. Mà thường cái này là mình sẽ chỉ có thằng nhiệt điện với thủy điện là phải điều chỉnh nhiều, vì thằng đấy là nó có nguồn. Nên
nên nó sẽ phải được điều chỉnh cái nguồn cái lưu lượng nước này, hoặc là không lưu lượng than, cái công suất thứ nó sẽ báo luôn cả cái ví dụ là cái lượng than đang dùng hiện thời, nó tính cái đấy luôn. Chứ ai không lấy dữ liệu ấy. Còn mình thì hình như là làm 2 năm rồi mới chỉ có một lệnh duy nhất. À nó điện không anh? À thường nó điện luôn. Điện lệnh ở đây là chỉ có lệnh mà lúc mà nó mới cài cái điện đấy, lệnh là nó mình cài đặt thông số nhà máy cho nó. Vậy là nhưng là điện gió trên mặt trời thì mấy cái này ít dùng lắm. À không, sau khi mà đã vào phân bổ rồi, cái thời mà chưa có phân bổ á thì là mình sẽ phải theo cái này mà không gọi trực tiếp xuống. Cái này phân bổ rồi thì cứ thế nó phang thẳng. Cứ thế mình bỏ cái này luôn. Tới giờ là mình đúng rồi. Nếu mà trưởng ca thì vẫn phải theo dõi cái này, xem có lệnh nào. Ví dụ thường ai không nó sẽ cập nhật cái phần mềm này. Ở đây mấy cái khác thì thường cập nhật phần mềm này, cập nhật phần mềm hoặc là điều chỉnh thông số nhà máy có rất nhiều thay đổi. Máy này gọi là máy hít, máy lịch sử của bên nhà máy. Máy này gọi là máy hít của bên chặt. Hết nhà máy rồi đó. Nói rồi. Nếu mà làm điện gió thì không quan tâm đến inverter thứ ở ngoài. Điện gió đâu cần đâu. Chắc thích đi ra ngoài luôn rồi. Nếu mà có thực phẩm đó nó hiện màu xanh nha. Lúc mà đưa vào trong nó hiện màu đỏ của đó. Đây mọi người là cái đường dây cái thanh cái nó đóng mới cắt vào thì thanh cái nó đóng như thanh cái cái ngành ngang ở dưới á, đóng bên cái ở PP á, còn PE là đường dây à là chân đất ở đất thanh quay nó đâu thanh cái thanh quay thao tác tay nè bỏ gì quay thường là nó chơi công tủ mà. Ngoài đó, anh về demo thử thôi, anh sẽ nói thử. Đấy, cái năng này quay vào thoải mái rồi đó. Cái máy này máy dự phòng. Dự phòng máy dự phòng. Là mình đưa ra khỏi vị trí bảo hành. Được, cái này nó sẽ được nhưng báo như xe được không? Đưa mình đưa vào thôi, còn bây giờ đang nghe là không, còn nếu mình thao tác thì mình đưa vào báo thêm một câu thao tác thử cũng được. Dạ thôi khỏi này, để nắm vậy thôi. Vậy mình đưa vào thì nó sẽ hiện thành màu đỏ. Chán này chớ quay không có tâm mà. Cái tiếp này á. Tiếp kia thì yêu cầu lúc đấy máy cắt là thì mở ra rồi. Nhưng mà cái đưa ra ngoài nó không biết được. Nó cắm rồi thôi. Nói như là cái này ấy, nếu mà trường hợp còn máy cắt chưa ấy là chưa đưa ra ngoài á, chưa đưa ra ngoài là nó ấn xuống cũng được. Đó, mình ấn xuống đưa vào. Đó, xoay thang thôi. Đó, đưa lên đưa xuống. Nó tụt tiếp điện như thế nhưng mà tiếp điện mình chưa đóng là nó sẽ không mở được. Cửa nó liên động này, cái cửa liên động cái tiết điều chỉ đóng động cái đó cái máy nào là đưa ra ngoài máy ngáp à? Đấy. Cái dòng này là 4x1. Hôm nay là nó dòng bao nhiêu anh ha? Từ đây trở lên là khoảng 2, từ đây trở xuống thì là khoảng